Việt Cucu, tinh hoa dừa Việt, tự hào thương hiệu quốc gia. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bếp Ngọt. Kính thưa quý vị, chương trình Bếp Ngọt được phát sóng định kỳ vào 17:10 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 với sự đồng hành của nhãn hàng Việt Cucu, tinh hoa dừa Việt. Đầu bếp Ngọc Thuận hay còn gọi là Chepo là đầu bếp chuyên ngành bếp Á. Là diễn viên truyền hình nổi tiếng, hiện anh đang kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, có niềm đam mê sáng tạo các món ăn Việt Nam. Như thường lệ, ở gian bếp của chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm nấu nướng hoặc là cùng nhau nấu những món ăn thiết đãi lẫn nhau và cũng như là thiết đãi tất cả quý vị. Thì ngày hôm nay sẽ là một khách mời rất trẻ trung, xinh đẹp. Cô ấy là một diễn viên mới nổi, đang rất được nhờ những sự quan tâm và yêu mến của tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, xin giới thiệu diễn viên trẻ Bé Cát Tường. Trời ơi là trời. Ủa em vậy mà chị. Vậy mà cũng được luôn á. Dạ em làm được hết á. Làm được luôn. Dạ. Dạ, trước tiên thì Cát Tường xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Ngọt. Ủa lộn. Dạ trước tiên thì em diễn viên Bé Cát Tường. Bé Cát Tường. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bếp Ngọt. Trời ơi, ai chỉ em giới thiệu kỳ cục vậy? Em nhìn chị từ xa em thấy nhìn rất là trẻ ha. Em bé luôn hả? Bé em. Thuận với chị Cát Tường là đã gặp nhau cách đây khoảng 17 hoặc 18 năm gì đó. Đúng không? Nhưng bé mà... gì? Bé gì sợ luôn. Lúc đó hình như... bé mà. Bây giờ là chị 18 tuổi rồi. Đúng rồi. Nói vui thôi ha. Tới bây giờ thì em thấy là chị vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều. Bởi vì tôi nói đàn ông mà vừa đẹp trai, giỏi giang, còn dẻo miệng nữa. Hỏi làm sao mà mấy không cô cũng chết được đúng không quý vị? Không có dẻo miệng mà là thật sự là như vậy. Tại vì em nghĩ là khán giả cũng theo dõi chị rất là nhiều. Và đến ngày hôm nay thì cái nhan sắc án nó vẫn tồn tại theo thời gian. Nó có bí quyết chứ có bí quyết gì vậy? Có bí quyết chứ có chiêu hết trơn á. Nếu mình đã có bí quyết thì tại Bếp Ngọt mình sẽ chia sẻ bí quyết liền đúng không? Thì cái bí quyết của Tường để cho mình trẻ đẹp hoài đó là sao? Sống thoải mái hồn nhiên, thích gì ăn nấy. Phải ăn những món ngon. Trời sinh ra mà người ta nói ăn đúng không? Ăn chơi, ăn trước cái đã. Ăn trước rồi. Ăn cái đã rồi mình mới có sức mình chơi. Cho nên á đừng có vì về giảm cân giảm đồ mà tự nhiên gò ép cái cơ thể rồi làm cho cái cơ thể mình nó thiếu thốn, ăn không đầy đủ chất dinh dưỡng, làm sao con người mình nó khỏe được. Hay quá nên, chị ơi. Chị sống là để ăn. Hay quá chị ơi, vậy là chị đến với Bếp Ngọt là chính xác luôn. Đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ không có gì ngoài ăn cả. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng vào bếp cùng Thuận với lại chị Cát Tường làm món bánh đúc và thưởng thức nha. Xin mời. Ngày hôm nay rất là vui được chị Cát Tường cùng vào bếp. Một người con miền Tây, một người con ở sát bên Cần Thơ. Cùng vào thực hiện món cũng gọi là đặc sản của Cần Thơ, đó là món bánh đúc. Đúng không? Bánh đúc thì mình sẽ sử dụng hai loại bột ha. Bột gạo của Mico Hương Xưa và bột năng. Hai loại bột này thì mình sẽ kết hợp lại với nhau để cho ra được cái phần bánh đúc cho nó ngon. Em sẽ sử dụng là bột gạo của Mico Hương Xưa được làm theo công nghệ của Nhật Bản. Mình sẽ sử dụng bột năng 80 g. Mình sẽ bắt đầu đánh bột thôi, chứ em nghĩ chị đánh được đó. Rồi với cái lượng bột này thì mình sẽ sử dụng vào đây là khoảng 600ml nước. Rồi cái này do là mình sẽ đánh loãng luôn, cho nên mình cứ đánh thoải mái. Và em sẽ sử dụng nước cốt dừa của Việt Cucu ha. Đây là lon mới, thích hợp cho khi chúng ta nấu những cái bữa ăn mà ít á, thì chúng ta sử dụng những cái này nó tiết kiệm hơn là cái lon cũ là nó rơi vào khoảng 400. Lon này thì 160. Nước cốt dừa này là dành cho món mặn. Tại vì bánh đúc ngày hôm nay là chúng ta có ăn kèm bánh đúc nhưng mặn. Sau khi mình đánh tan hết thì mình sẽ tiến hành lấy trùng nữa. Mình bỏ nó vô cái nồi. Mình sẽ khuấy đến nó khi mà nó sệt 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 là giống như là sệt sệt trong hũ sữa chua đó. Là bắt đầu mình sẽ bỏ vào hấp. Hay quá, dễ quá. Đơn giản mà. Có chị vô đây là làm được hết á. Lưu ý là mình phải đánh tan hết bột ha, tránh để bị ốc trâu ha. Rồi, trong lúc lấy trùng thì mình sẽ cho vào đây một xíu muối. Nó dằn cái vị nước cốt dừa lại và cho vào đây khoảng là 2 muỗng đường.
đánh tan ra và mình bắt đầu tiến hành lấy trùng. Mình lấy trùng đó là mình sẽ cho nó hơi đặt lại ha. Thấy vậy chứ mỏi tay lắm nha quý vị. Cái này bột là cái khâu này là cái khâu mỏi nhất, rất là mỏi. Tính ra là nó còn mỏi hơn cả cái khâu mà mình nặng bột nữa. Này nặng thì nó ra hình, còn này mình cứ phải quấy đều tay nè. Đó, bắt đầu nó đặt và nó sệt lại như vậy là rất là mỏi nha quý vị. Thơm nha quý vị. Rất là thơm. Mình sẽ sử dụng một cái khay nhỏ ha, để vừa để mình bỏ vô nồi thì mình cho một ít dầu ăn vô. Mình sẽ để cho cái phần bột này nó bằng lại ha, xong mình bỏ vô mình hấp. Hay quá chị ơi. Đúng là trong gian bếp người đàn ông phải có bàn tay của người phụ nữ, phải không? Đúng. Nước sôi rồi, nước sôi rồi. Rồi. Nước sôi thì mình bỏ vô, có lưu ý là mình hấp đồ hay là hấp bánh bèo, hấp bất cứ gì, hấp sôi cái gì thì chúng ta nên để nước sôi rồi chúng ta ấy vô thì cái nhiệt nó đủ thì nó sẽ làm cho cái món ăn của chúng ta ngon hơn ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ chúng ta sẽ xào la ghim và cũng như là tôm thịt để chúng ta ăn kèm với món bánh đúc ha. Rồi bây giờ mình sẽ sắc hạt lựu ha. Rồi. Rồi hay quá chị ơi. Xào phần lá ghim này em sẽ sử dụng là dầu dừa của Việt Coco ha chị. Rồi, hành cho nó thơm. Sau đó mình cho phần lá ghim này vô. Còn cái chuyện tài đảo đảo là thấy nấu ăn thì là nó vô trong máu rồi. Thấy tài đảo đảo là thấy dữ dằn. Giống như kiểu là mình làm mà diễn viên diễn kịch vậy đó. Dạ. Dù là mấy năm mình không diễn nhưng mà bước lên là mình diễn. Đúng không? Đó, rồi. Kiểu vậy đó. Chứ em đừng nói vậy rồi thiên hạ tưởng đâu chị chắc người phụ nữ đảm đang ở nhà ngày nào cũng đi chợ ăn. Không có đâu. Mình sẽ nêm vào đây ha. Xíu một nêm nè. Nghĩa là biết nấu ăn này là do từ nhỏ rồi. Thì mình thấy mẹ nấu rồi bà ông trong nhà nấu rồi mình cũng tham gia mình nấu nữa. Dạ, xíu muối. Năm có mấy dịp cúng quẩy đồ mới xuống bếp thôi. Cái này thì nó không có định lượng hả chị ha. Cái này mình canh vừa ăn với cái lượng xào thôi. Thật ra khi mình nấu ăn lâu thì mình sẽ tự nhiên nó nằm trong cái tiềm thức của mình rồi. Dạ. Giống như bao nhiêu cái độ la ghim thì sẽ bao nhiêu muối, bao nhiêu đường, bao nhiêu tiêu. Mình bóp được. Phần cuối cùng trong la ghim này em sẽ sử dụng là nước mắm Ông Kỳ, là thuộc dòng nước mắm cốt truyền thống 100 năm, không sử dụng chất bảo quản, định màu cũng như là định mùi. Mình sẽ nêm vào đây một ít ha. Có cái nước mắm nó sẽ làm cho cái món ăn nó thơm, dậy mùi lên. Thơm đậm đà, đúng rồi. Đặc biệt là nước mắm Ông Kỳ này thì sẽ làm cho hương vị của cái món ăn của chúng ta nó sẽ đậm đà, sốc lên đậm đà hơn nữa. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây một xíu tiêu. Tiêu thì thường mình sẽ cho cuối cùng. Rồi, tôm thịt thì mình có thể xào chung được luôn. Cái la ghim này thì chúng ta xào riêng. Tại vì hai cái này nó có cái độ chín khác nhau nên mình xào riêng thì nó sẽ ngon hơn. Thơm ngon rồi nha quý vị. Dạ, thơm. Em đứng xa xa mà em thấy rất là thơm ngon. Em mong là Bếp Ngọt sẽ mời chị Tường đến đây nhiều hơn nữa. Để em được nói thôi, không cần phải nấu. Rồi. Với cái phần tôm thịt này thì em muốn nó có một chút xíu màu sắc thì em sẽ sử dụng dầu màu đều. Nó có chút xíu màu sắc, chút nữa nó lên cái bánh mình nó đẹp hơn. Hay quá chị ơi. Quý vị ơi, quý vị đang đến với kênh YouTube của Cát Tường. Ủa gì vậy? Kênh vào bếp nấu ăn cùng Cát Tường. Chị là biết nấu ăn rồi. Nhưng mà em thấy có cái đam tên mê giống như em đâu. Cái tên Cát Tường của chị rất là hay luôn đó chị. Tại sao gọi là Cát Tường? Cát Tường là may mắn an lành. À. Câu đó là câu được lấy trong kinh Phật. Vậy hả? Kiết tường dạ à. Kiết tường. Mình sẽ xào thịt ha. Hay quá, thấy người đầu bếp thực thụ vô bếp chưa? Rắc rắc rắc. Rồi. Mình sẽ cho tôm vào luôn. Rồi. Cho tôm vào thì bắt đầu mình nêm nha. Tại vì nếu mình để nó chín quá chúng mình nêm nó không có còn áo được nữa. Thì giống như hồi nãy đây, mình nêm hạt nêm nè. Ok. Muối. Em làm cho em nêm hết 4 loại luôn. Chị cũng vậy mà.
vậy đó, nhanh gọn lẹ. Dạ. Cái là nó thấm vô đường. Vừa chín là nó dạ. vừa thấm vừa tan. Có muối thì phải có đường. Dạ. Tiếp theo vẫn như cũ, tụi sẽ sử dụng nước mắm Mông Kỳ để làm tăng thêm hương vị của thịt cũng như là tôm. Bởi vì sao gọi là nước mắm cốt nguyên chất? Vì là nước mắm này không có đấu trộn với nước được rút ra từ lần 2 lần 3. Đây là điểm đặc biệt của nước mắm Mông Kỳ so với những dòng nước mắm thông thường khác. Rồi, em cho lát đây. Chị có được mang về không? Được chị, tới đây là được hết. Cho nó dậy cái mùi lên ha. Rồi. Quá hấp dẫn mọi người ơi, quá. Chỉ cần cho vào một chút thôi là cái món ăn của chúng ta nó sẽ đậm đà thơm ngon lên liền ha. Rồi, mình xào chín thôi. Nãy giờ chị Cát Tường có để ý gì không? Mình làm cái gì trong bếp này nó phải có xanh, có vàng, có đỏ, nhưng mà nãy giờ em không có bao giờ cho màu xanh vô hết. Lý do? Lý do là tại vì chút nữa mình sẽ ăn kèm với mỡ hành nó có màu xanh rồi. Sau khi chính xong hết và thì mình sẽ cho cái phần tiêu để dậy cái mùi của món của mình. Rồi. Luôn luôn tiêu là phải cho vô cuối cùng khi món ăn chín rồi nha quý vị. Rồi. Và như vậy là ngày hôm nay Thuận với lại chị Cát Tường đã thực hiện xong cái phần bánh đúc và cũng như là cái phần thịt tôm ăn kèm với la ghim. Và còn một phần không thể thiếu đó chính là nước mắm để chúng ta ăn với bánh đúc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện làm nước mắm ha. Bắt đầu. Bắt đầu rồi. Thì ở đây em cho vô đây là 3 nước đi. Thì mình cho vô đây là khoảng 1 đường, 1 nước mắm. Sử dụng nước mắm Mông Kỳ. Rồi. Giấm thì mình sẽ sử dụng vô đây nửa cái nước mắm hồi nãy đó. Thí dụ như mình muốn ăn cay thì mình sẽ cho thêm cái phần ớt xay. Rồi cũng như là tỏi băm ha. Đúng không? Ớt chút nữa em sẽ cho sau cùng để canh cái độ cay cho chị ha. Trong cái nước mắm mình nó hơi mặn mặn thì em cho thêm tí cà rốt ăn cho nó hơi sực giòn 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 ha. Đó, cà rốt. Rồi, cho vào đây. Nửa muỗng ớt. Cho ăn nửa muỗng hả? Rồi. Như vậy là mình đã có được cái phần nước mắm chấm của bánh đúc. Chơi gì nữa, bây giờ chúng ta bày ra bàn nè. Ăn một, thôi. Một dĩa bánh đúc nè. Rồi chúng ta bỏ la ghim nè, thịt tôm nè, bánh đúc nè, rau nè, nước mắm nè, mỡ hành nè. Ăn đi trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ nói chuyện tiếp hả? Hả, nói chuyện quá ha. Trời ơi, thôi dở thôi quý vị. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng ra bàn cùng với Thuận và chị Cát Tường thưởng thức món bánh đúc ngày hôm nay do chị Cát Tường làm. Ủa? Chào mừng quý vị đang trở lại với bàn ăn. Ngày hôm nay sẽ có món bánh đúc do chính tay chị Cát Tường làm để thưởng thức. Đây là số đặc biệt. Đúng không? Nãy giờ chị làm hết chứ em có làm gì đâu. Khổ lắm quý vị ơi, tôi bị gạt đó quý vị. Tôi tưởng mời tới đây để ăn, ai dè muốn ăn phải lăn vô bếp. Nó kệ, nhưng mà như vậy mình mới thấy là cái món ăn của mình, cái bữa ăn hôm nay nó mới là có giá trị. Dạ, có giá trị, có ý nghĩa nữa. Thì hấp thôi, dẫn. Chờ đợi gì nữa, mời quý vị ha, mời chị Tường. Quá hấp dẫn luôn quý vị ơi. Mình gấp một cục bánh đúc. Bánh đúc mà chị để ý không? Hai chị em mình đề co giống như là đồ Âu vậy. Y như bán ở ngoài tiệm vậy đó. Em mở nhà hàng được rồi. Yeah. Rồi mình cho một miếng nước mắm vào. Dạ. Yeah. Mình thích ăn rau thì mình có dưa leo nè, húng lủi nè. À, em bào thêm một ít cà rốt nữa ha. Em biết em sao mà chị ăn là nước mắm nó phải ngập vô. Dạ yeah, đúng rồi. Món này là ngập nước mắm gì. Xong rồi mình từ từ đi, rau mình sẽ là cái miếng sau, cái miếng đầu mình phải thưởng thức cái sự là nguyên chất của cái bánh trước. Rồi. Cảm nhận nha chị. Em nhìn vào mắt chị cảm nhận thật lòng cho em nha. La ghim hả? Dạ. La ghim của em. La ghim của em. Nước mắm thơm ngon. Vừa phải. Ê, bột béo dữ ha. Dạ, cái công thức bột này nó béo tại vì nó có nước cốt dừa á chị. Nước cốt dừa nãy chị để ý em bỏ cũng khá nhiều đó. Tại vì em bỏ gần anh như là 600ml trên tổng cái bột của mình, rất là ngon. Dạ. Tại vì thật sự á là lâu lắm chị Tường không có ăn lại cái món này. Dạ. Mà cũng có làm. Mà Tường nhớ ngày xưa đó, ở nhà làm mà thời xưa là ngồi phải làm vui lắm.
Em nhớ cái bà mà ngồi bào 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 dừa không? Có cái bà mà ngồi kẹp cái giò cái chân đạp lên. Xong rồi bào bào bào. Xong rồi dắt xong rồi lấy cái lưới mùng á, bỏ vô dắt cái nước cốt dừa. Hồi đó thì con nít nó làm mê. Mỗi lần mình làm cái món đó là mình còn có thêm cái gì? Ngọng dừa nữa. Mà rất ngon. Dạ. Rất là béo nhưng mà thật sự đây là lần đầu tiên chị Tường nấu nướng chế biến mà sử dụng là cái nước dừa pha sẵn lần đầu tiên luôn á. Mà chị thấy nó cái độ béo vẫn rất là thơm rất, đúng ngon rồi, đúng rồi thơm nè, rồi cái độ béo ngậy của nó cũng sánh mịn rồi này, cái lúc chị mình rót ra đó mình thấy cái độ sánh cái độ mịn của nó thấy không, cái độ lá ghim xào cũng vừa thấy không, vừa chín chị tới chị sai mà chị quá. Nó ăn nữa có kỳ không, nữa thoải mái đi chị. Ngon trời ơi, quá ngon luôn quý vị ơi. Dạ. Cái thịt với cái tôm nó cũng quyện ha, nêm nếm vừa phải ha. Nước mắm nè, cái này thì mình khó có công thức tại vì mấy cái la ghim hay thịt tôm này kia thì mình xào quen thì mình sẽ canh được cái gia vị của nó. Nhớ ăn là phải chan cái nước mắm vô nhiều nhiều nha quý vị. Đang ghi hình đó chứ nếu Tường ở nhà là Tường sẽ húp luôn rồi. Đúng không? Quá ngon. Quá ngon. Rất là vui ngày hôm nay chị Cát Tường đến với chương trình Bếp Ngọt. Mà cũng rất là vui là chị phụ em nấu cái món này rất là ngon và thành công. Em rất cảm ơn chị đã cho em thưởng thức cái món bánh đúc. Đó, chị phải tuyệt vời. Cảm ơn em chứ, cảm ơn chương trình Bếp Ngọt để cho chị Tường tới vừa trải nghiệm rồi vui rồi trò chuyện với đồng nghiệp còn được ăn ngon nữa. Dạ. Kính thưa quý vị, rất là mong quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ chị Cát Tường trong những dự án của chị. Nhưng mà dạo gần đây thì ngoài những cái chương trình mà hẹn hò làm những cái sự kết nối rất là dễ thương trên truyền hình thì em còn biết chị có kinh doanh nè, rồi thêm cả về lĩnh vực YouTube này kia rất là nhiều đúng không? Mình cũng lớn tuổi rồi, có tuổi rồi, kêu bé cho vui thôi chứ còn mà tre già măng mọc. Cho nên mình biết là sống sau nó sẽ xô sống trước. Mình tiếp tục tồn tại mà mình muốn tiếp tục cống hiến cho khán giả thì mình phải làm đủ kiểu đủ cách. Làm sao mà miễn mình có thể là khán tiếp giả tục, vẫn nhận diện ra được mình và chấp nhận những cái gì của mình, sản phẩm của mình là vui rồi. Sau khi mình đã no nê thì mình chờ gì nữa chị? Em mời chị nước dừa tươi của Vicoco. Rất là ngon luôn chị, mời chị. Em đã thử rất là nhiều sản phẩm ở đây rất là ngon. Dạ. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với Thuận và chị Cát Tường trong suốt khoảng thời gian vừa rồi. Và hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Bếp Ngọt cũng như là ủng hộ Thuận và chị Cát Tường trong những dự án sắp tới của mình. Thank you.
em nghĩ là bếp Ngọt nên mời chị Cát Tường đến đây nhiều lần hơn nữa. Đúng, để chị đẹp thêm nữa. Đúng, chị đẹp hơn nữa. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là đầu bếp rất là khỏe luôn. Đầu bếp đứng phanh tay á. Không, lần sau là nếu mà quay lại phải món gì nó khó hơn mà chị phanh tay nhìn em làm chị ăn thôi. Dạ, vậy chị chờ số sau đi. Chờ số sau. Kính thưa quý vị, rất là vui ngày hôm nay chị Cát Tường đã dành thời gian đến với bếp Ngọt và cũng như là đồng hành với em trong gian bếp suốt một cái khoảng thời gian hai chị em mình giống như chơi đồ hàng của nó ha. Nhưng mà ngon lắm nha quý vị, rất là ngon luôn, mặn mặn ngọt ngọt, thơm thơm béo béo, tuyệt vời. Đúng món của chị rồi còn gì nữa. Đúng món không? Của chị luôn. Vậy trước khi ra về thì mình có một món quà nhỏ nhỏ ha. Muốn gửi tặng chị hả? Dạ. Thank cái này you. Là sản phẩm của Việt Coco giúp rồi. Cho chị có thể có những bữa ăn ngon hơn mà tiện lợi nè. Chứ những sản phẩm này chúng ta có thể trữ trong tủ lạnh nè, hoặc là để ngoài thoáng mát thì chúng ta có thể muốn xài lúc nào cũng được. Cái tiếp theo quan trọng nhất, sự đậm đà. Mình đã có sự ngọt ngào, bây giờ mình có sự đậm đà. Đây là nước mắm Ông Kỳ thằng Thị luôn, một sản phẩm của nhà tài trợ. Cảm ơn chương trình rất là nhiều và cảm ơn những món quà của chương trình hôm nay dành tặng cho Cát Tường. Như vậy là mình cũng đỡ phải hái dừa về bào bào dắt nước cốt dừa. Đúng không? Rồi. Mình có nước cốt dừa sẵn. Rồi xong mình ăn là mình có nước mắm. Đúng chấm rồi. Luôn, quá dữ luôn. Kính thưa quý vị, thời lượng của chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi là 17:10 trên HTV9 vào mỗi chủ nhật hàng tuần với sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco, tinh hoa dừa Việt. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.